4 thói quen xấu khiến đàn bà bạc phúc. Kính thưa quý vị, 4 thói quen hàng ngày hầu hết phụ nữ vẫn đang làm mà không biết đó là thói quen xấu khiến phụ nữ bạc phúc. Chẳng cần phải làm những việc đại gian, đại ác, những thói xấu tưởng chừng đơn giản sau đây cũng đủ để phụ nữ mất đi phúc đức của mình. Ngồi lê đôi mách, tức giận, oán giận, cáu kỉnh hay than vãn, yêu chuộng tiện nghi, cực kỳ keo kiệt, rất ít khi làm việc thiện. Để hiểu rõ hơn thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi video 4 thói quen xấu khiến phụ nữ bạc phúc. Nhiều người gọi đó là số mệnh hoặc đổ lỗi cho ông trời, nhưng thực chất chính là thói quen bé xíu ấy lại tác động lớn tới cuộc đời người đàn bà. Người xưa vẫn luôn nói, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận. Điều đó lý giải khi chúng ta cứ mãi duy trì một nếp sống thì cuộc đời này đẹp thì sẽ thăng hoa, mà sống thì gặp vận rủi. Luôn ù ì một chỗ. Có nhiều người phụ nữ thích ăn hơn thích chơi, thích nằm hơn thích đứng. Chỉ cần có cơ hội là ngả mình nằm dài trên giường rồi lướt điện thoại. Kiểu phụ nữ này chắc chắn không những tình duyên lận đận vì không chịu ra ngoài tiếp xúc với mọi người, mà sức khỏe còn đi xuống khi không chịu vận động. Khó chịu với công việc nhà. Việc nhà vốn dĩ không phải là trách nhiệm toàn phần của người phụ nữ. Tuy nhiên trong gia đình thì việc gọn gàng ngăn nắp là do bởi một tay người phụ nữ mà nên. Phụ nữ có thể đòi hỏi chồng hỗ trợ cùng mình làm việc nhà, chứ không phải tỏ ra khó chịu rồi dồn hết cho chồng. Ở cạnh cô vợ lười biếng, chỉ biết ăn chơi, nhà cửa, quần áo, chăn chiếu bẩn thỉu thì không người đàn ông nào chịu được cả. Nếu phụ nữ không thay đổi, chồng sẽ chán nản bỏ ra ngoài tìm của lạ, con cái ốm đau do nhà cửa bẩn thỉu. Một người phụ nữ sạch sẽ, gọn gàng, lúc nào cũng khiến chồng yêu thương hết mực. Đừng bao giờ khó chịu với những công việc nhà, hãy biến nó thành niềm vui để hoàn thành mỗi ngày. Cô lập với cộng đồng. Nhiều phụ nữ sống nội tâm, thích ở một mình. Thậm chí nhiều người nếu có khách tới chơi nhà thì cũng không mặn nồng tiếp đón. Bạn đừng nhầm lẫn giữa một người hướng nội và một người thích cô lập. Dù có sống phẳng lặng cỡ nào vẫn cần có kỹ năng sống. Im lặng khi bị bắt nạt, im lặng khi tức giận, im lặng cả khi vui thì còn gì là ý nghĩa cuộc đời nữa. Việc bạn sống cô lập với thế giới bên ngoài cũng giống như ếch ngủ đánh giếng. Cả đời vĩnh viễn cũng khó có thể thành công, khi khó khăn cũng chẳng biết tìm ai để có thể giúp đỡ bản thân mình. Hay than vãn. Điều này có lẽ bất kỳ phụ nữ nào cũng đều có. Bởi suy cho cùng thì mở miệng than vãn là hành động mà 80% đàn bà thường làm khi gặp khó khăn. Nhưng càng kêu ca thì càng mệt mỏi, trong sự việc chẳng giải quyết được gì. Đặc biệt phụ nữ hay cau có, trong lòng chất chứa nhiều sự khó chịu, khuyết điểm của người khác, nhất là với những người hàng ngày kề cận bên mình. Bởi trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo cả. Vậy nên hà cớ gì tự làm khó mình, làm khó người. Cứ vui vẻ mà sống, bao dung mà sống, sai thì nhắc nhau sửa, cùng nhau thay đổi. Vậy chẳng phải nhẹ nhàng, ung dung hơn nhiều sao? Tuổi già hãy nhớ 5 điều này để tự quyết định cuộc sống của mình. Kính thưa quý vị, sau 60 tuổi, thường thì chúng ta đã tới lúc an nhàn và chính thức bước vào cuộc sống của người già. Chúng ta đã mất cả tuổi trẻ để phấn đấu rồi, vì thế lúc này nên nghĩ tới việc làm thế nào để vui vẻ hưởng thụ cuộc sống. Người xưa có câu, nuôi dạy con cái phòng chừng lúc về già. Nhưng thời đại đã thay đổi, chúng ta đừng quá phụ thuộc vào con cái, hãy dựa vào chính bản thân mình, tự quyết định cuộc sống của mình. Để làm được điều đó, nhất định bạn phải nhớ 5 điều sau đây. 1. Quản lý sức khỏe của bản thân. Cơ thể khỏe mạnh quyết định chất lượng cuộc sống. Nếu bạn có được sức khỏe, thể chất nhanh nhẹn, bạn có thể tự túc mọi sinh hoạt và sở thích, không cần mướn người giúp việc, cũng không cần phụ thuộc vào sự giúp đỡ của con cái. Vì vậy, để khỏe mạnh thì trong cuộc sống hàng ngày cần phải tăng cường tập thể dục.
Ngoài ra, cần vui vẻ, lạc quan, cười nói nhiều hơn. Tránh xa năng lượng tiêu cực, ít giận dỗi, không quản những việc vặt. Có vậy mới mong khỏe mạnh, sống lâu được. 2. Quản lý tiền của chính mình. Nếu bạn muốn sống thoải mái và độc lập, bạn phải quản lý được tiền của bạn và có một tài khoản tiết kiệm dành cho tuổi già. Tiền không nhất thiết phải nhiều, nhưng phải đủ để sử dụng. Tiền phải nằm trong tay mình, đứng tên của mình thì mới chắc chắn. Khi về già, sống không cần quá tiết kiệm nữa, nhưng cái gì đáng tiêu thì tiêu, không đáng tiêu thì đừng tiêu. Cũng đừng mạo hiểm đầu tư và phải chú ý để không bị mắc lừa. 3. Quản lý cảm xúc của bạn. Mọi người khi già đi thường dành tình cảm cho gia đình, như tình yêu với vợ hoặc chồng, con cái, cháu chắt. Tuy nhiên sự thật là bạn không nên can thiệp vào gia đình con cái của mình. Trừ khi họ cần bạn giúp đỡ, thì trong khả năng của mình, cái gì có thể giúp thì giúp. Thay vào đó, bạn nên đối xử tốt với vợ hoặc chồng hơn. Bởi vì ngoài cha mẹ, đó sẽ là người luôn ở bên bạn những lúc thành công hay khó khăn, cùng bạn nắm tay đi hết con đường này. Thông thường, thời gian rảnh rỗi, hãy quan tâm tới bạn bè nhiều hơn. Bạn bè thân thiết lâu không gặp thì hãy gặp nhiều hơn, tụ tập ăn uống nhiều hơn. Bạn bè chính là niềm vui trong cuộc sống bên cạnh gia đình của bạn. 4. Quản lý tâm thái của bạn. Bạn muốn sống một tuổi già hạnh phúc thì điều quan trọng nhất là quản lý tâm thái của bạn. Sức khỏe, kinh tế là nền tảng, nhưng quan trọng hơn là chính tư tưởng của bạn. Vui vẻ, lạc quan sẽ vượt lên bệnh tật, tuổi già. Hãy xem nhẹ những thứ danh lợi hão huyền. Hãy để tâm trí của bạn được nghỉ ngơi, tận hưởng ánh nắng mặt trời, tận hưởng cuộc sống hiện tại. Đừng lúc nào cũng ủ rũ, xen xỉ, thở than. Cởi mở vui vẻ, cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn. 5. Quản lý danh tiếng của bạn. Càng là người già, càng phải quý trọng danh tiếng của chính mình. Càng tuổi cao thì càng phải tự yêu bản thân, sống càng tôn nghiêm hơn. Đừng tham tận hưởng, đừng tham lam danh tiếng. Chỉ cần lòng tự trọng, tự yêu mình, yêu cuộc sống thì tuổi già sẽ được rực rỡ hơn. Biết cách tránh xa những người xấu, những điều xấu. Đừng làm những điều khiến cho bản thân không được tôn trọng. Tránh đưa mình vào những cuộc tranh luận vô bổ. Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Nếu chúng ta có thể quản lý tốt 5 điều trên, thì hãy yên tâm, bạn đã sẵn sàng cho một cuộc sống an nhiên, vui vẻ lúc về già.